Hi, chào các bạn đã quay trở lại với channel của Thành Luân TV. Cái thì hôm nay mình được nghỉ một ngày làm việc các bạn ạ. Mình thời gian rảnh mà mình còn không biết làm việc gì cho các bạn xem hết á. Lại nhà mình cũng thôi chỉ làm hết luôn, chỉ có một người ở nhà mình coi nhà, nên mình không biết quay clip gì cho các bạn xem nữa. Mà giờ mình cũng cảm thấy đói quá. Cuối tháng chưa có lãnh lương á các bạn ạ, giờ đói không biết mua cái gì để ăn á. Giờ mình nấu tạm đỡ cái món mì tôm ăn đỡ nha các bạn. Chứ giờ có một mình giờ không biết quay cái clip gì để cho các bạn xem cho thư giãn nữa các bạn ơi. Thôi giờ mình nấu mì tôm mình ăn, mình tâm sự mỏng cùng các bạn nha các bạn. Đây các bạn, buổi trưa mình có nhiêu đây thôi các bạn, chỉ có một gói mì tôm và mấy một trái cam, miếng chanh, mấy cái cọng rau thôi các bạn. Mình ăn buổi trưa đơn giản lắm các bạn, mỗi khi mình ở nhà mình ăn buổi trưa có nhiêu đây thôi các bạn, mình rất là ít ăn lắm. Giờ mình xé cái mì tôm ra nha các bạn, cái mì tôm ra mình trụng, mình xắt cam mình bỏ vô nha các bạn. Mình ăn đơn giản lắm các bạn ơi. Giờ mình xé mì tôm ra nha các bạn. Nghèo quá ăn tới mì tôm lót dạ cho buổi trưa nha các bạn ơi. Ây da, ây da, sao mà khó bụi quá. Mình ở nhà thì mình ăn được cơm cho nhanh gọn thôi, chứ nấu ra gọn về ăn hết bỏ còn uống. Mình làm gì vậy? Chơi nước dây các bạn ha, đói quá. Đơn sơ những cái món ăn này chắc các bạn nào mà làm công nhân cũng thường ăn những cái món ăn bị tôm nữa các bạn ha. Công nhân mình cũng phải một thời là ở trong Sài Gòn, mình cũng làm công nhân công ty người ta, về phòng trọ không chả biết làm gì hết, buồn quá các bạn. Đến nhà nữa rồi thời gian đó làm chịu không có nổi, khổ quá thì mình về quê mình làm. Giờ mình mở cái công ty á, công ty may các bạn ạ. Giờ mình xin vô công ty may mình làm, mình thể thời gian rảnh thì mình quay clip cho các bạn xem. Nên là những ngày qua á, công ty hàng gấp xúc gấp làm riêng các bạn ơi, làm ngày làm đêm các bạn, hàng ca xúc các bạn ơi, nên không có thời gian để quay clip cho các bạn xem. Lâu lâu khoảng độ nửa tháng 2-3 tuần nữa mình mới ra một clip, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì mình dùng cái công việc làm là chính mà, còn cái làm clip này thì lâu lâu làm dỗ thì mình làm clip ra một cái clip cho các bạn xem thôi, chứ không chút tâm về clip nhiều lắm các bạn ạ. Nếu mà các bạn nào mới luôn thì ủng hộ luôn nhé, đăng ký kênh luôn để cho luôn hay nhanh hoặc kiếm tiền. Rồi lúc đó mình mới chú tâm về làm clip nhiều hơn, tại giờ mình cũng mới tập làm cái clip YouTube thôi các bạn, nên mình không có chú tâm về nhiều lắm. Kênh mình mới thành lập được có không bao nhiêu người đăng ký kênh hết các bạn. Chung là vì
tên nhiều hơn, làm bị người ta nói này nói nọ đủ thứ đó các bạn, khổ lắm. Họ xứng cái gì đâu, làm thuê làm mướn mà các bạn, để con nhanh mà. Nhưng mà để con cái làm ở đây làm nhà cùng ba mẹ, các cha các mẹ rồi nó đỡ hơn, nó vui hơn, để nó nhà mình mặn chanh cho nha. Mình ăn đơn sơ mẹ ơi, có dạng đó. Nói chung là mình cũng đang kiếm tiền, mình bóp tiền mình chấm những dụng cụ để mình làm clip á. Nên giờ mình ăn tiết kiệm gì để có tiền mình sắm những vật dụng đó. Thì đơn, nói chung nhà mình á, thì mình có Úc mà, Úc trong nhà chứ nhà mình thả vai có ba mẹ mình thì Úc còn một người chị nữa mà chị lấy chồng xa rồi, còn có mình ở nhà thôi, nên cũng phụ giúp cho gia đình, nên kiếm gì đó giúp ít tiền cho ba mẹ đỡ khổ, chứ thấy ba mẹ làm việc vất vả kiếm được tiền là nói chung là không đủ ăn ba ngày thôi các bạn. Giờ hiện giờ ba mẹ mình cũng đi làm, rồi ba mẹ mình đi làm không mình ở nhà như bữa nay chủ nhật là mình được nghỉ, ở đó chung là công ty mình làm từ thứ hai tới thứ bảy, chủ nhật mình được nghỉ luôn các bạn. Mình ở nhà mình coi nhà, mình không biết làm gì để quay gì, không biết sáng tạo để hướng gì cho các bạn xem cho nó thấy hấp dẫn hơn nữa. Nói chung là mình còn phải các anh chị trước của YouTube, nên nhiều khi mình nói á, các bạn bưng bao lâu chả biết nói gì, nói cái gì, nói về đâu, hay là mình những từ lý gì đó không biết làm về chủ đề gì. Nói chung là mình cần học hỏi thêm các anh chị, mong các anh chị giúp đỡ cho mình nha, chứ mình cũng chưa có dành về cái YouTube nói là ngày thôi. Giờ mình cũng thích những người mì gói nha các bạn. Đơn sơ gia trộn lên cho chín người, cà bỏ cà vô, cà chua các bạn, cho nó gì thôi các bạn, không bỏ chút dao vô, này dao nha các bạn, bỏ dao vô ăn coi, chứ đơn giản có gì hết trơn, có cầu kỳ chú cọ gì đó. Mình làm đơn sơ đó, mình làm có sao mình quay vậy thôi, mình nói sao mình quay vậy thôi. Giờ mình ăn nha, đói lắm rồi các bạn. Mời các bạn nha, cùng ăn mì gói chung với mình nha các bạn. Nè, mời nha. Rồi mình ăn thử nha các bạn. Qua ăn được cơm mà mất nhẹ như mình luôn các bạn. Nói chung nha, mình đã tập làm YouTube đây nè, thấy các anh chị làm á mình cũng thấy cũng hay, mình làm thử các bạn xem. Nếu mà những cái clip mình làm á có phần nào đó nó sơ xúc hay là không hay hay là gì đó, thì nhiều hơn các anh chị đi trước á comment phía dưới cho mình, chỉ cho mình những cách làm như thế nào cho nó hay hơn nha các anh chị. Tên mới làm được bao nhiêu người xem á, không bao nhiêu người đăng ký, mong là cái chuyện của mình để nhanh tập kiếm tiền để mình kiếm chút ít gì đó của gia đình cho ba mẹ.
rồi để mình có khoản nào đó mình sống mình làm clip hay hơn chút xíu cho các bạn xem. Chứ giờ mình kinh phí mình không có đủ, không có, mình làm lãnh được tháng cho công ty có 3-4 triệu à, để mà mình lãnh lương đưa cho mẹ à, cho mẹ nhớ là nghỉ một ít để đổ xăng ăn sáng cũng được thôi, mình bị thôi, không có gì hết á, chứ mình dư điều kiện dư như các bạn khác để mua sắm cái dụng cụ này nọ để quay. Mình ta mình quay là quay có một cái điện thoại đó, một cái điện thoại duy nhất, không có gì ở trên hết. Nếu mà anh chị nào mới thì ủng hộ cho mình, đăng ký kênh mình để cho mình nhanh chóng đọc kiếm tiền. Mình cũng thích yêu thích nào bên YouTube đó, làm YouTube đó bạn. Nhưng mà nhiều khi mình làm quay đó, mình không biết nói gì cho các bạn xem á, bên nghe hết á, là nói lúa không dạ rồi. Mà nhiều khi cũng ngại quay không biết làm clip gì nó hay. Khi nào mình có đủ điều kiện nha, mình sẽ làm một cái clip nào đó như là khám phá một cái món ăn nồi là lạ cho các bạn xem. Clip của mình xin dừng tại nha các bạn. Nếu mà bạn cảm thấy yêu mến luôn thì cho luôn một like và một cái đăng ký kênh, nhớ ấn cái chuông để theo dõi các clip tiếp theo của luôn nha. Có hay là các bạn có ý tưởng gì thì comment phía dưới để cho luôn cho mình biết nha các bạn. Là cái gì đó mình cũng cần học hỏi thêm. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.